Đầu tư chứng khoán, đầu tư kinh doanh trong các hoạt động kinh doanh trong xã hội, đầu tư khởi nghiệp hoặc là làm doanh nghiệp mới thực sự thúc đẩy cho nền kinh tế. Còn đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà đất, mua bán nhà đất không đem lại những cái hữu ích cho nền kinh tế. Đó là câu nói mà dân đầu tư tài chính vẫn thường hay nói với khách hàng, cũng như thúc đẩy khách hàng trong cái việc là đừng có đầu tư mua bán bất động sản, mà hãy đem cái tiền đó để mà đầu tư vào cổ phần, cổ phiếu hoặc là làm doanh nghiệp. Vậy sự thật đúng sai như thế nào trong cái câu chuyện liệu đầu tư bất động sản có đem lại cái hữu ích gì cho nền kinh tế hay không? Mời anh chị và các bạn cùng đón xem cái chủ đề ngày hôm nay với Thắng ơi. Trong một khoảng thời gian rất là dài, khoảng đâu đó 6 tháng trở lại đây, thì Thắng ơi đã làm rất nhiều những video trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về xu hướng của thị trường bất động sản, về xu hướng của kinh tế, cũng như là đưa ra những cái chia sẻ về góc nhìn về kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng như thế nào tới đầu tư tài chính cũng như là đầu tư chứng khoán, bất động sản. Trong cái phần bình luận của video thì chúng tôi nhận được rất nhiều những cái bình luận theo kiểu là nước chúng ta, nước Việt Nam á, thì nhà nhà đầu tư bất động sản, người người đầu tư bất động sản và nó không đem lại cái hữu ích về kinh tế. Góc nhìn như vậy thì liệu có đúng hay không? Sau khi đầu tiên thì nghe thấy cái câu chuyện này thì Thắng ơi cũng cảm thấy rằng là miếng đất thì nó cũng chỉ là miếng đất thôi. Nó có thể tăng giá hoặc có thể giảm giá. Và xu hướng chung trong vòng 10 năm trở lại đây thì đất đai đều là tăng giá. Và rõ ràng thì nếu mà miếng đất không có một căn nhà hay là có một cái khả năng cho thuê mướn để làm kinh doanh, thì thực tế nó không đem lại bất kỳ cái hữu ích gì cho cái việc tác động tới nền kinh tế. Đầu tiên thì Thăng cũng nghĩ như vậy. Và nếu nhìn lại là ở dưới góc nhìn là một người là đầu tư nhiều năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, thì rõ ràng nếu bỏ ra cùng một số tiền để mua một lượng cổ phần nào đó của một công ty X gì nào đó trên thị trường chứng khoán, thì gần như là chúng ta đang gián tiếp làm chủ một doanh nghiệp với cái tỷ lệ sở hữu, tính theo tỷ lệ chúng ta sở hữu. Và nhờ đó thì thúc đẩy các doanh nghiệp này làm ăn kinh doanh, có nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đầu tư phát triển kinh doanh, sản xuất, cũng như là thúc đẩy cho cái câu chuyện phát triển kinh tế. Nhưng càng đi sâu vào thị trường bất động sản, càng đi sâu vào những cái vấn đề cần phải nghiên cứu thêm, thì Thắng lại nhận ra nó như thế này. Rõ ràng cái câu nói liên quan đến câu chuyện là đầu tư bất động sản nó không đem lại hữu ích là không đúng. Tại sao lại nói là không đúng? Theo một cái nguyên lý chung của cái câu chuyện phát triển các dự án bất động sản á, thì các ông chủ đầu tư bất động sản phải để ra một cái tỷ lệ là khoảng đâu đó 30% tổng doanh thu bán được cái sản phẩm, ví dụ phân lô bán nền, hoặc là ví dụ như là nhà phố liền kề, hoặc là căn hộ chung cư, để làm hạ tầng theo một cái tỷ lệ là 30-70, 30% đất để lại cũng để làm hạ tầng. Và có nhiều dự án thì để lại một cái tỷ lệ là khá là cao, đối với những cái dự án bất động sản cao cấp thì để lại một cái tỷ lệ đất cũng như là cái không gian rất là lớn. Thì rõ ràng các chủ đầu tư, các cái nhà đầu tư và các nhà phát triển bất động sản, họ có trách nhiệm trong cái câu chuyện phát triển cái hạ tầng xung quanh cũng như cảnh quan. Và nếu như không có cái câu chuyện những người mua bất động sản và cái giá bất động sản nó tăng, thì rõ ràng chúng ta không có cách nào thì có thể đi được trên rừng, vào trong một cái khu rừng hay đi trên cái gọi là khu sình lầy. Chỉ có các nhà phát triển bất động sản họ vào, họ sau đấy họ phát triển cái dự án. Mặc dù họ có thể phân lô bán nền hoặc là tạo ra những cái sản phẩm bất động sản của họ bán, nhưng họ vẫn luôn dành ra một cái quỹ tiền để phát triển cái phần hạ tầng cũng như là phát triển cái cảnh quan. Và từ đó nó tạo dựng nên cái môi trường cảnh quan khu vực, và tạo nên một cái thành phố mới, hoặc là có thể tạo nên cả một cái sự hiện đại của một cái
cái tỉnh thành nào đó. Thì đó, vấn đề nó nằm ở chỗ này. Tức là chúng ta mua một miếng đất thông thường thôi thì rõ ràng là chúng ta thấy cái miếng đất của chúng ta nằm ở đó nó không đem lại cái hữu ích gì cho nền kinh tế cả. Nó cũng chỉ là một miếng đất không cho thuê được, cũng không làm gì cả, chỉ ngồi chờ để tăng giá, và số tiền chúng ta bỏ ra vào miếng đất đó thì cứ tưởng chừng như là nó chết đống ở đấy. Thực tế cái số tiền đó nó không chết ở đó, nó nằm ở trong ngân hàng, và dòng tiền của các ngân hàng thì nó cũng đem lại những cái hiệu quả hữu ích. Còn hơn là chúng ta mua vào, ví dụ như trong một số trường hợp người ta đưa ra những cái nhận định theo kiểu chúng ta mua một cái tài sản gọi là không có giá trị sử dụng thực sự, ví dụ như là vàng bạc, hay là ví dụ như là một cái đồ cổ nào đó cất trong nhà, thì thực sự nó không đem lại hữu ích. Nhưng miếng đất thì rõ ràng là nó có đem lại những hữu ích, và cái giá của cái miếng đất mà chúng ta mua nó đem lại cái giá trị doanh thu cho cái doanh nghiệp phát triển bất động sản. Và doanh nghiệp bất động sản thì trách nhiệm trong cái câu chuyện dành ra một cái quỹ về cả về quỹ đất cũng như cả về cái doanh thu, tỷ lệ phần trăm doanh thu, nó gọi là chi phí vốn để xây dựng và tái thiết cái dự án của mình nói riêng và tái thiết cái khu vực xung quanh nói chung. Bởi vì trong cái quy hoạch tổng thể của các thành phố thì đều có gọi là quy hoạch chi tiết của các khu vực. Ví dụ như giả sử như một cái dự án XC nào đó được phát triển thì cái phần hạ tầng ở phía dưới của khu dự án đó thì do chủ đầu tư đứng ra phát triển. Thì không có chủ đầu tư, không có những cái câu chuyện gọi là tăng giá để chủ đầu tư có lời, thì chắc chắn không thể một vùng đất trống hoặc là một vùng sình lầy có thể biến thành đường xá, biến thành trường trạm, biến thành những cái khu vực sinh sống của dân cư được. Thì rõ ràng chúng ta đầu tư bất động sản nó cũng tác động đến câu chuyện này. Khẳng định với quý anh chị em và các bạn thì tất cả các nước gọi là đã và đang phát triển trên thế giới, đặc biệt là các cái nước khu vực Đông Nam Á và châu Á, thì giai đoạn trước, giai đoạn đầu của khuynh hướng phát triển kinh tế xã hội, ví dụ như Hàn Quốc, ví dụ như Singapore, ví dụ Malaysia, Thái Lan và một số nước mà chúng tôi có đọc và nghiên cứu một số cái tài liệu liên quan tới cái việc phát triển thúc đẩy kinh tế xã hội, thì chắc chắn là giai đoạn đầu cũng đều đi vào cái hướng đó là thúc đẩy và phát triển thị trường bất động sản. Tập đoàn Hyundai, tập đoàn Samsung có ngày hôm nay thì bản gốc của các cái tập đoàn này cũng là các doanh nghiệp phát triển bất động sản. Nếu anh chị và các bạn có thời gian thì có thể nghiên cứu lại lịch sử phát triển hình thành của các cái tập đoàn của Hàn Quốc, ví dụ như Hyundai, ví dụ Samsung, một số cái tập đoàn khác, ví dụ như là Thái Bạt, ví dụ như là FNN của Thái Lan, thì cũng đều đã từng trải qua cái giai đoạn kinh doanh trên thị trường bất động sản. Và các nước đó muốn phát triển thì cũng đều phải tận dụng cái nguồn tài nguyên đất để phát triển và thúc đẩy, lấy nguồn tài nguyên đất làm cái nền tảng thúc đẩy, và nhờ đó mà mới gọi là các cái cơ sở hạ tầng của họ mới hiện đại được như ngày hôm nay. Tất nhiên có một điều mà chúng ta cũng cần phải suy ngẫm thêm, và cũng trong cái video này thì chúng ta cũng chia sẻ với anh chị và các bạn, đó chính là cái sự chia sẻ không đều cái quỹ tiền và cái quỹ đất để dành cho cái câu chuyện phát triển hạ tầng đúng ra theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thì nó phải là một cái tỷ lệ, ví dụ tôi lấy ví dụ là 30%. Nhưng rất nhiều các ông chủ trong các cái việc phát triển bất động sản vì cái lợi ích của mình mà họ bỏ qua cái tỷ lệ chuẩn của phát triển đô thị, họ để lại cái phần tiền để xây dựng phát triển cái phần quỹ đất chung cho không gian xanh cũng như là xây dựng phát triển hạ tầng đạt tiêu chuẩn, dẫn đến câu chuyện là một số dự án, đặc biệt là những cái dự án được coi là cao cấp, tôi lấy ví dụ như Thảo Điền, ví dụ như là Phú Mỹ Hưng, đến thời điểm hiện nay thì vẫn bị ngập lụt như bình thường. Tức là họ đã phát triển cái phần không gian chung và cái cơ sở hạ tầng chung trong cái nội khu của họ không tốt, không đúng như những gì họ cam kết. Đây nó được gọi là tỷ lệ chia sẻ không đều. Tức là vì lợi ích kinh doanh mà họ bất chấp để làm những cái câu chuyện liên quan đến câu chuyện đó là không đúng với câu chuyện phát triển. Còn nếu như đúng về bản ngã của cái việc phát triển các dự án bất động sản cũng như là phát triển theo cái quy hoạch tổng thể thì rõ ràng có tăng giá bất động sản, có chuyển hóa các cái sản phẩm bất động sản thành những cái sản phẩm cụ thể đem ra kinh doanh được, ví dụ như là đất nền, ví dụ như là nhà biệt thự liên kế, ví dụ như nhà liền kề, ví dụ như là căn hộ chung cư, thì mới có nguồn vốn, mới có thể thúc đẩy huy động nguồn vốn từ dân chúng cũng như là cái nhu cầu thực tế nhà ở của dân hoặc là nhu cầu đầu tư, đưa một nguồn vốn lớn vào thị trường, vào nền kinh tế để thúc đẩy phát triển. Không phải tự nhiên mà trong cái lý thuyết kinh tế của chúng ta đang ứng dụng để dạy cho các trường kinh tế cũng như các nước trên thế giới, thậm chí cả Harvard và một số các cái trường đại học lớn trên thế giới vẫn đang sử dụng, đó chính là cái lý thuyết về việc thúc đẩy tiêu dùng.
Nhiều người cho rằng là một quốc gia Mỹ thì phát triển được như ngày hôm nay là do cái sự sáng tạo, đồng ý với anh chị và các bạn. Sự phát triển mạnh mẽ của Mỹ và một số nước tư bản phát triển là nhờ vào sáng tạo và sự tập hợp của khối người, khối óc của những nhà khoa học cũng như là những người tài tập trung lại tại những cái quốc gia phát triển. Đó là cái đầu tiên. Nhưng cái thứ mà nó đã tạo thành văn hóa của các quốc gia phát triển đó chính là tiêu dùng. Người Mỹ và các nước trên thế giới họ tiêu dùng nhiều hơn cái tỷ lệ tiết kiệm so với những người ở châu Á hoặc là khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc. Tỷ lệ tiết kiệm của chúng ta quá lớn và chúng ta hy sinh cái đời hiện tại để củng cố những cái đời sau. Nhưng điều này đúng hay sai thì chúng ta cũng chưa dám bàn tới. Nhưng trên thực tế, nhờ vào cái câu chuyện thúc đẩy tiêu dùng cũng như là họ sẵn sàng tiêu dùng cho chính cái đời của họ, nó dẫn đến câu chuyện dòng tiền trong nền kinh tế xã hội nó phát triển mạnh. Đó cũng là điều mà chúng ta cũng cần phải suy ngẫm. Thì từ đó, cái câu chuyện rộng, chúng ta đi tới một cái câu chuyện riêng lẻ. Bất kỳ một cái lĩnh vực hoạt động nào trong nền kinh tế, nó đều có lý của nó. Và nếu nó nói theo một cái lý thuyết chung về cái câu chuyện cái gì hợp lý thì nó sẽ tiếp tục tồn tại. Mà cái gì mà đang tồn tại và phát triển thì nó được cho là hợp lý. Và cả chỉ khi nào nó không còn hợp lý nữa thì chắc chắn nó sẽ bị đào thải. Nếu chúng ta nhìn rộng hơn một chút, chúng ta sẽ thấy được rằng là Vingroup là một trong những tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam hiện nay. Nhưng rõ ràng khi mà cái dư địa của phát triển bất động sản cả trung cấp, cao cấp và thấp cấp đều đi vào một cái giai đoạn khó khăn hơn, nhu cầu cần phải đợi cái tổng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng cao hơn để có thể tiếp ứng được với lại cái giá thành bất động sản hiện nay, thì Vingroup đã chuyển toàn bộ cái lợi nhuận kinh doanh cũng như là các hoạt động của mình chuyển sang các lĩnh vực khác. Có thể anh chị và các bạn nếu không để ý thôi, chỉ để ý sẽ thấy rằng là ông Vượng muốn mình là người giàu nhất Việt Nam hoặc thậm chí bước chân vào những tỷ phú trên thế giới bằng việc là một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hơn là mang tiếng là một tỷ phú bất động sản. Anh chị đã thấy được rằng là ngoài toàn bộ cái lợi ích kinh doanh từ Vingroup đều đến từ bất động sản. Tuy vậy thì VinRE này, rồi hiện nay thì đang thêm những cái lĩnh vực mới, VinSchool, VinMech, rồi VinEco, gần đây thì có cả VinFast. Và sắp tới thì anh chị sẽ thấy có cả là Vin Hàng Không, rồi Vin Điện Thoại, rồi Vin Xe Máy Ô Tô thì có cả rồi. Thì rõ ràng ông Vượng ông muốn rằng là sau này thì cái chuỗi cung ứng gọi là hàng hóa cho xã hội, chứ không phải chỉ đơn giản chỉ là một tỷ phú bất động sản. Và nhiều doanh nghiệp trên thế giới cũng đã đi theo cái cách này. Hy vọng rằng là tập đoàn Vingroup sẽ thành công trong cái định hướng của họ trong thời gian sắp tới. Và cũng hy vọng rằng là những cái chia sẻ của chúng tôi về cái góc nhìn hơi khác một chút so với phần đa bộ phận đầu tư tài chính cũng như là những người trong xã hội hiện nay đang nghĩ rằng là các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thì không đem lại cái lợi ích gì cho xã hội. Điều đó nó có thể một phần nào đó nó phù hợp, nhưng thực sự nó chưa hoàn toàn đúng. Và mong rằng những cái dữ liệu chúng tôi đưa ra giúp ích quý anh chị em và các bạn. Nếu cảm thấy những video này hữu ích, vui lòng để lại những cái bình luận, những chia sẻ của quý anh chị và các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video, những chia sẻ về những cái chủ đề mà quý anh chị và các bạn quan tâm, để lại ở dưới các bình luận. Chúng tôi sẽ lần lượt lọc ra những cái bình luận nào phù hợp hoặc những câu hỏi nào hay để tiếp tục cập nhật và chia sẻ cái góc nhìn của Thắng ơi, cũng như là góc nhìn của nhóm cộng tác viên Câu lạc bộ Tự Doanh Chứng Khoán gửi tới quý anh chị em và các bạn.